Chào Hello, ô má bữa nay mày bóp họng từ lúc là mày chết cha mày. Đồ má hả miệng ra cái nó bóp họng, hả miệng ra cái nó bóp họng à, đồ. À nay tôi về nhà là đồ má ngon bóp đi, tụi tôi giết mày đó. Cũng sáng sớm mà có cái tật hay lướt web rồi coi báo rồi ở Việt Nam Tin tức rồi đúng không? Cập tin nhật tin tức tức rồi, rồi cập đúng nhật không? tin tức rồi một phần nữa là gọi điện thoại về người thân từ khắp miền đất nước thì hôm nay thì ở ở đâu ta ở Châu Đốc ha Châu Đốc ở miền Tây Châu Đốc không muốn gần thằng Long Dân ta không biết nhưng mà cái điều Xa thì cho là vậy xa đi thì tự cũng đã cấm rồi cũng đã cấm những người dân ra đường và họ cách ly toàn bộ rồi họ là có cái lệnh rồi nói như vậy để hiểu rằng là coi như toàn quốc trong phía miền Nam mình là coi vậy nhưng mà bây giờ mình mới nhấn mạnh một cái điều này nữa thì tao rất là luôn luôn ủng hộ cái chính sách của nhà nước mà vấn đề giãn cách xã hội để mà coi như truy tìm để diệt cho tận gốc của cái căn bệnh này. Ở đây tôi muốn nói lên một vấn đề này, nó có những người thành phần mà rất là nhiều người nói trong riêng tao nhưng mà nó có những cái này có nghĩa ta muốn nhà nước Việt Nam mình làm mạnh hơn nữa và có một biện pháp chế tài mạnh hơn nữa, nghiêm khắc hơn nữa, siết chặt hơn nữa. Bởi vì Việt Nam mình không có đói đâu mà sợ, là bởi vì Việt Nam mình được thuộc dạng cái lúa gạo đầy bồ mà không có lúa đó là nhưng biết tại sao không? Mình sau này ta mới tám phá rằng có nhiều người than thở với tao trời đất ơi khổ quá thân em thì em ở nhà em đóng cửa em không dám đi đâu trên trời đó tuân thủ theo cái chuyện nhưng mà ở hàng xóm em có mấy cái thằng đó, nó muốn đi là đi đi mua bánh nó đi mua trái nó đi chợ nó không có đi ra đường mà nó đi ngõ hẻm tức ví dụ như từ không biết đó là bữa nay là không biết nhưng mà nó cứ bằng nó tỉnh bơ nó đi trong đường hẻm Lò lách đây, coi như lách lo lách đó lách đường luật đây hẻm à. đó nó lách Chào luật Long đi Thủy. đó chính vì vậy á phía phía bề mặt á, thì mình làm dữ lắm nhưng mà bên trong ở ruột á, thì đụng nó cũng lây nhiễm như thường là bởi vì những thành phần đó có nghĩa là nó Phá không có tuân hoại. thủ Phá không tuân hoại. thủ đúng rồi nó không tuân thủ và nó luồn lách trong ngõ hẻm mày nó đi từ nó chứ từ tao theo tao biết hồi xưa nha hồi xưa tao biết là từ Gò Vấp mà lên quận nhất đi ngõ hẹp không cũng được Đúng rồi, rất là nhiều. đó Bởi vậy thì bố, chính vì cái vị đó, cái đặc thù của cái địa hình ở thành phố Hồ Chí Minh nó là như vậy. đó chính Đâm vì ra là thế nó mà dân nó lưu thông mình tùm lum hết. ý tôi muốn nói chứ mình lên án cũng không đủ mình lên án mình nói nó đâu có nghe đâu mà lên án nhưng không lên án đó, tất nhiên là tôi muốn nói gì là khi bắt được những thành phần tử như vậy là phải giam phải có những hình phạt mà răn đe có một cái sức hiệu lực phạt tiền chưa đủ cho nó ở tù tạm tạm giữ kêu mà tạm giữ đó đủ vô đó 40 50 ngày đủ mà chừng nào mà hết dịch cho ra cho nó tởn có nghĩa là phải có một cái hành động gì đó mà răn đe tao ủng hộ có nghĩa là Việt Nam mà vẫn còn cái vấn đề như là tao hình như là Việt Nam mình thì chính phủ sợ dân hơn là dân sợ chính phủ nó nặng là vậy khi cũng đúng, ở một cái đất nước có chủ quyền có đầy đủ trên trời mà đủ má thằng dân nào bởi bởi tao nói mày rồi Việt Nam mình nó tự do đến mức độ quá trớn nhân quyền tới thiệt mẹ trên thế giới tao chưa thấy thằng nào nhân quyền như Việt Nam chứ mày có nghĩa là mày ngon qua Mỹ đi mày đứng trước mặt cảnh sát mày còn bị chửi nó đi mày rồi rồi mày sẽ biết thân Rồi. đủ ba Việt Nam tính mở là đủ má chửi còn phân bua còn si sô đủ tao muốn đi tao thích làm vậy đủ tao tập thể thao đó mày làm gì tao đủ má nó có nhiều cái chuyện thấy trái khoái là nó buồn thành Dân ra chủ tao quá trơn luôn, thì dân đó chủ quá đó trơn. mà mặt nhưng mà tụi này thì lúc nào lúc nói Việt Nam mà không có dân chủ thì kia cái mã cha nó đủ má thiệt tao thiệt mày trên thế giới này không có đất nước nào mà dân chủ như Việt Nam trên rồi Đúng nhân rồi. văn nó làm được thành ra nhiều cái nó lộng có nghĩa là nó cứ coi pháp luật Việt Nam mình nó có nó cái là nhẹ gân quá không có đủ sức răn đe cho nên vì đó tao muốn rồi bởi vì tôi nói cho mày nghe là một thằng thì lo chống chết mẹ còn một lần thì một thằng thì phá bây giờ cả mấy trăm bác sĩ y tế khoanh vùng cái quận Gò Vấp thí dụ đi ra ha để mà kiểm tra các cái người ta đang nỗ lực tao làm đụng một ông mắc bệnh đụng ông không biết ông mắc bệnh đâu ông đi chung ngõ hẻm ông đi hết tới này tới kia ông đi mua bánh mua trái đi chợ ông đi lòn lắc không có ông có nội ai biết được rồi tự động nó lây nhiễm cho người ta thành ra cái nhiều người bác sĩ ủ sao kỳ ta
mới chặn cho đây đồng bằng sông kiểm tra xong mất cái 5 người, tự nhiên đụng cái giờ thấy 20 người, đủ quá đâu ra đủ quá. Nhiều khi mày thấy tao nói vậy đúng không, có nghĩa là gì? Phải làm triệt để, phải cứng rắn hơn nữa, phải làm luật hơn nữa, mạnh bạo hơn nữa, siết chặt hơn nữa. Tao nói mày nói thì nói vậy thôi chứ dân thành phố Hồ Chí Minh không nói được, là bởi vì tao đã coi rồi. Thằng người ta có những ở đây những cái quán cơm từ người ta nấu cơm người ta phát phần rồi đứng bình, nói chung là tất tần tật rất là nhiều, mình không nói hết được. Ở đây có những phần quà, những người đủ rồi, chợ rau củ quả đầy đủ trên trời, không thể nói được. Và những người đang tình đã bị đó phải lên tầm căng hơn nữa, bởi vì cái này nó nguy hiểm ghê lắm, nó nguy hiểm hơn chiến tranh nữa. Nó thẳng mày chiến tranh tôi nói đi nhắc lại cho mày hoài, chiến tranh có nghĩa là chúng ta còn và thấy còn biết con mày bắn tao, tao bắn mày, nó thấy được. Còn cái này bắn ai đủ đâu có thấy mày đâu bắn, mà tự nhiên về nhà xong 2 quý sau rồi ngáp rồi xong vô hòm chôn luôn, đủ má muốn trả thù không đấy, biết trả thù ai, có ai đâu trả thù, không mùi không hình không vị giác, kiếm Kiên Giang trả thù, đủ kiếm Kiên Giang trả thù đúng không? Ôi cái thằng dễ rắc tôi mà nói là gương mẹ vậy. Nó thẳng đâu nổi giá đắt, nó đâu có biết miệng địa đâu, nó chỉ ngồi bế những cái thằng này nó buồn cười giống như thằng Tèo. Nó đủ rất kêu nó đất nước gì mà tự nhiên mà nó nghèo, nó cũng chửi chứ mà nó có làm đâu mà nó không nghèo, đúng với người ta phải đi làm. Em tôi nói một cái đơn giản thôi, đi làm phụ hồ, mà phụ hồ bây giờ mà nếu mà không có dịch ra thì tệ lắm, nghe nói 300.000 hay 350.000 gì đó một ngày một ngày, và trong khi đó quán cơm mà ăn dĩa hè đủ mất 25.000 một dĩa thôi. Thì phải bị còn dư không? Đúng rồi, đúng rồi, đủ mà phải, nó đâu có chịu làm, nó không có chịu làm, nó có đi lo, nó ngồi nó than không à. Tao nói mày rồi, hôm trước tao nói mày rồi, tao nói vui chơi, tao nói mấy thằng này là đồ đổi họ đi, đừng họ Mỹ ngồi trần con mẹ vậy, họ than thì thở gì đó, đủ má cái gai nó đúng than, mà nó không có làm đâu, mà nó kêu nó vào nó khổ vậy. Rồi những cái chuyện mà lúc mà người ta căng mình ta chống dịch thì nó là về biểu nó bỉa mai, trong khi đó tao nói cho mày rồi, ở nước Mỹ này nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Và ta đã từng nói mày rồi, cách đây 2 bữa người ta họp báo, người ta đã tuyên bố hiện giờ đang tình trạng đang báo động 3-4 bang ở bên Mỹ. Mỗi cái bang, tao nói mày nghe, mỗi cái bang ở bên Mỹ này nó lớn bằng hơn cái nước Việt Nam, rồi cái bang California nó lớn hơn Việt Nam, mà nó là 3 bang đang bị nhiễm COVID-2. COVID này là COVID lần thứ 2 mà biến thể Delta đang lây nhiễm rất nhanh, người ta đã quá tải đó. Nhưng mà nó không nói, nó nói gì nào không? Mà hiện giờ ở nước Mỹ là chết là gần 700.000 người rồi. Đúng rồi. 700.000 người nha, mày nhớ cho kỹ nha. Mày nhớ cho kỹ con số đó nha. Thì tao đã nói mày rồi, ngay từ thiểm điểm bây giờ là Việt Nam mình và các nước khác á, thì nó vẫn cũng còn là đứng nhất thế giới về đội chống dịch. Nhưng mà ở đây mình chỉ muốn nói là điều cùng người dân và chính phủ cùng đồng hành và giữ gìn lại cái vấn đề coi như là an toàn để xã hội, để khỏi bị cách ly. Anh bị bệnh, anh ở yên một chỗ để người ta lại cứu anh. Đừng có đi lung tung. Bởi vậy tao nói rồi, đi khi đi lung tung là nó tác hại nhiều. Cha, mẹ, vợ, con, các cái đủ trò, đừng đi. Bởi anh không nhiễm bệnh đâu. Rồi ok, anh đi ra ngoài, anh đi lân tân, vô tình anh nhiễm bệnh. Anh đi về nhà, lại khổ cho vợ con anh, là vợ cho người thân anh, mẹ, cha. Nói chung là chính mình đã tự hại mình mà mình không biết. Đó, thì tao muốn nói cái điều mà nhưng mà cứ khổ cái gì. Tao chỉ mong muốn làm sao về nhà nước mình là phải găng hơn nữa, phải chắc đá hơn nữa, phải làm luật hơn nữa. Đến chi để cho nó bất cứ ai ra ngoài đường là luôn, mà là chết. Bây giờ nói chung là trời ơi, khổ ghê. Thì có kèo cho bố cầm nè, cái gì? Kiên Giang nó nói Kiên Giang nó hỏi bố là nghe nói bên Mỹ dịch càng cao, dân càng giàu có, đúng không chú Cầm? Đó, có kèo cho bố Cầm. Có giàu, tại vì mấy thằng bán hồn nó không có giàu. Mấy thằng bán hồn ở dưới lại mấy cái nhà thiêu sáng nó giàu. Mẹ cha, mày ruộng mẹ, mày. Má, mấy cái thằng này toàn là cứ đẻ ngược hơn mà đủ má. Thế nên là bữa đó nói chuyện với nó rất là mệt. Hay là nó có những chuyện buồn cười ở nước Mỹ, ta cho mình coi nè. Ở nước Mỹ thì hai tuần trước thì con có biết ở Florida nó có sập một cái chung cư con đúng không? Dạ. Yeah. Ok, tao cho một coi cái này vui mà. Đây là một cái đáng biểu dương cho nước Mỹ. Đây này. Hơn 2 tuần sau vụ sập chung cư ở Florida, số nạn nhân và túi xác là 90 người, vẫn còn 31 nạn nhân bị chôn rồi chưa có kiếm được á.
đội cứu hộ vui mừng không là đã thông báo đã cứu một con mèo ra khỏi đống đổ nát, làm việc hiệu quả quá. Đồ má làm việc hiệu quả quá, đồ má cứu được con mèo còn 140 mạng trâu luôn, đồ má. Đó là điều đồ má nhà nước Mỹ đang đó vào vào á Kiên Giang, vào hoa vào 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 lòng đất. Vào mà vào lòng đất ghê không đủ mà. Nước Mỹ dạng tuế, nước Mỹ dạng tuế, tưởng sao 40 con mạng con người thì chôn vùi mà cứu được con mèo luôn, lên chuyên gia chúng tôi làm hết sức rồi luôn má, ngon làm đủ khi cứu được con mèo luôn hết ý luôn rồi đó 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 gì nữa, tao nói đúng mà đủ, tao nói có sai đâu, cười đủ mà nhiều lắm đủ, khổ lắm nhưng vào vào và vào lòng đất. Chắc Kiên Giang chưa nói hết ý bố. Kiên Giang lại giả bộ khịa nước Mỹ nè, đưa kèo đúng không, nó đưa kèo giả bộ khịa nước Mỹ nè, mà nó không nói, nó tinh vi, nó mượn lời qua người khác để khịa sao. Tao nói mày rồi, tao nói mày rồi, ở đây cũng nhắc lại một chút xíu rồi, bây giờ nói gì nói thì lúc là CEO của quốc tế đã từng nói là khuyến khích người dân bất cứ ai cũng nên chích ngừa, là bởi vì khi mà COVID nó ập tới, hoặc là nếu mà đã chích ngừa rồi mày vẫn bị lây nhiễm, chắc không phải là không bị giờ vẫn bị lây nhiễm à. Nhưng mà cái xác suất mà để tử vong lại thấp giảm, là không đã giảm, không có hầu như không có bị mà không có. Ngược lại những người nào mà không chích COVID, chích cái chích ngừa thuốc ngừa là chắc chắn là sẽ tử vong thành ra người ta khuyến khích là nên chích ngừa. Thì ở nước Mỹ này có một số người hầu như là mà rõ ràng tụi nó đưa ra mới chích có 49% nha, toàn nước Mỹ nha, còn 51% chưa chết nha, chỉ có phần nửa thôi, nó còn tệ lắm nha, vẫn còn chết dài dài. Và tôi nói cho bạn nghe một cái ngu xuẩn chỗ này, có nghĩa là những người Mỹ mà theo cái đường lối cộng hòa mà ủng hộ ông Trump lại nhất định ra không chịu chết đâu, mới không chịu chết. Ờ, thì cái mẹ nó không biết, cái mẹ đi không, mình không nói chuyện đó, mà ta muốn nói điều là ở nước Mỹ thì cái đầu cái dân trí của nước Mỹ nó không, không phải là ai cũng Bill Gates, cũng không phải ai cũng là đồ má là giàu có tỷ phú cả, và có những cái ở nước Mỹ thì vẫn có những người đầu đất, mình thấy rõ ràng không, rõ ràng đó, thì là vì ta muốn nói điều này, nói về dân trí, nói từ đây là dân trí là cái sự mà coi như hiểu biết để mà bảo vệ tính mạng mình, thì tôi thấy người dân Việt Nam hơn hẳn người dân Mỹ, bởi ai cũng lo sợ những cái chuyện đó, người ta hiểu được cái tầm quan trọng của cái con này. Còn cái thằng kia thằng Mỹ thì không, mới kỳ rồi 4/7 nè, mới vừa mở cửa lễ coi giờ độc lập của Mỹ đưa xong đùa thiên hạ bung ra đùa đi tắm biển các cái rồi nhau về đồ má chết mớ nữa đồ má đó, đấy nó vậy đó, có nghĩa là tụi nó không biết sợ là gì, và bởi vì nó chưa chết thì nó chưa sợ, nó kiểu chuyện sợ. Ê nhắc cái vụ đó tao mới nhớ cái con mình nhớ bé tí không. À bê tí chắc tôi nhiều lắm, nhớ tất cả đúng rồi. Ồ má nó la nó làm sùm hết trơn, làm gì có chuyện đó, đồ mọi thứ đồ má dân chủ láo xạo trên kia đồ lễ sao bả chơi nguyên cái mặt nạ đồ quá nguyên cái mặt nạ heo luôn, nguyên cái mặt nạ heo đeo đi ra đường đó đồ, nhưng mà đó là người Việt Nam hiểu không? Nó biết sợ, nó biết sợ, còn thằng Mỹ thì không sợ, nó kỳ cho nó vậy. Tôi nói mình nói thôi kệ mẹ, tao có chuyện tao không kệ Mỹ, mà giờ Mỹ nó tan hoang nó chết kệ mẹ, là bởi vì sao đó, mình không phải là dân dân của nó, mình chỉ là dân tộc thiểu số nhập cư thôi, không quan trọng, bản thân nó còn không sợ thì tẩu chói mình sẽ dùm cho nó. Tao chỉ nói chuyện về đất nước của tao mà thôi, tao nói thẳng là vậy, bởi vì qua một cái quá trình trên thế giới có rất là nhiều nước, Ấn Độ nè, Mã Lai nè, Mỹ nè, Tây Ban Nha nè, nói chung là nữa người bên chủng ngừa cô hai chúng cái gì biến thể thứ nhất là của thằng Bồ Đào Nha, cái thằng Tây Ban Nha chứ, và bây giờ biến thể thứ hai nữa là thằng Data này của Ấn Độ, thấy chưa, rõ ràng đó là những cái kinh nghiệm mà có những cái chứng thực đầu tiên mà mình nhận biết là sự thật. Ấn Độ nó chết như đã chết không kịp chôn, chết không kịp thiêu, ngày xưa vậy hồi mới phát dịch ra, mà nhớ nước Ý không, mà nhớ nước Ý không, chết hê thảm đó. Thì là ý tôi muốn nói là đó là cái bài học, nó là một cái bài học mà người Việt Nam phải cần học hỏi. Và người ta, bởi vì cái người dân Việt Nam người ta quen rất biết rất nhiều người ở Việt Nam, họ bây giờ họ rất là sợ bị bệnh dịch lây cho con cái, gia đình họ đóng cửa cho họ không ai ra được, nhưng ở đâu đó cũng có một số thành phần không biết sẽ chết cũng đi ngõ hẻm, tôi nói mà lại đi ngõ hẻm đi lưu tôi, bây giờ có nhiều người làm cái kiểu như mình đã nhập công thành là công không, có nghĩa là khi người ta cô lập lại thì có một số người lại mang những mầm bệnh đó đi, đó chính vô tình bởi vì tao
rất là ao ước cái chuyện mà coi như nhà nước mình siết chặt hơn nữa. Dạ. Phải làm sao mà để dập cái được, bởi nó rất là nguy hiểm. Thì cái chuyện đó thì các con cũng hiểu rồi, truyền bá những cái tư tưởng đó hoặc là ông con tin rằng á, con tin rằng với cái phương pháp của chính phủ đang áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay á, thì trong vòng 10 ngày nữa thôi, 10 ngày nữa thôi là thì bốn hy vọng như vậy, có nghĩa là cái gì mà mình không ai người Việt Nam mình mà mừng vui cho cái đồng bào Việt Nam mình đã mà bị nhiễm chết, chân chỉ có những con thú, chúng ta cũng đi nói lại hoài, chẳng có con thú nào giống như thú này, thú gì mà nó thấy Việt Nam mình một người bệnh chết chết xong rồi nó lại bị quẩy đuôi nó bần rồi, chúng ta có không biết sao, ta cũng rồi mà chuyện không có nó đặc điều nó có, và còn chuyện vaccine bác sĩ đó, cái chuyện của đất nước Việt Nam người ta đủ điều kiện, người ta đã có những cái nhà khoa học ra, người ta diễn tiến không nó cũng chê không, tại sao không mua của Mỹ, mua của Trung Quốc không, mà là mua của Pháp rồi mua Anh, tại sao không mua Mỹ đây sao vậy, đủ nước Mỹ chết như rạ, đủ khổ đủ thứ mất dạy tụi này, chúng mình đủ má rồi vừa ngu vừa dốt mà đủ vừa không biết cặt gì mà đủ toàn là đủ đi xe ôm với là xe ôm công nghệ rồi không mà lên là nói chuyện thánh so sánh với lại bộ trưởng bộ y tế mới là ghê đủ má ớn lạnh sống của tụi này đủ má nó khoác lác tụi mệt mỏi, tụi nó thiệt tình mình không cần để ý mấy tụi làm gì, mình chỉ nói cái điều là mình lên mình nói cái tiếng nói mình để làm chi, để cho cái nhà nước Việt Nam mình nếu nghe được thì, nhưng mà ổng đâu có nghe mình làm gì, ổng có cái chính sách của ổng rồi, tao hy vọng là chắc chắn 100% là người ta có đó rồi, mình nói thì cái kiểu như cầm đèn chạy trước ô tô vậy, nhưng thực chất họ đã biết hết rồi, họ có biết hết và họ đã làm những cái chuyện mà họ đã có sách lược hết, có sách lược hết trơn rồi, mình chi mà nóng ruột quá tao mới lên tao nói bậy bạ, nhưng thực chất mà khỏi cần nói người ta phải làm thôi. Mà dạ. có nhiều người cũng giống như bố đi, tao nói tâm sự rồi biết ngày hôm qua tao đi chơi là tao cũng không muốn đi đâu, nhưng có điều con gái về America đi, nó về nó đi tiếp, nó đi gặp mấy người bạn thân của nó hồi ngồi đi học ở trong trường, thì bữa nào nó thấy 20 mấy tuổi rồi, Mỹ trắng có Mỹ đen có các cái đồng sự, thì gặp vô nhà nó Lucy là bạn thân của nó, thì nó là người Mexico, nó lấy thằng Mỹ trắng để rằng con, mà tôi vô tôi hết hồn, mà tự nhiên thấy bận nhỏ xíu không 6 tuổi bằng cháu ngoại tao, 6 tuổi bận cái áo thun ngồi sợi vàng chính giữa, bố chụp hình bố đưa lên đó đúng không, đó là Mỹ chứ không phải là Việt Nam nha, thì Mỹ gốc Mỹ, đó trong cái Việt Nam rồi xong cái rồi qua cái tăng tuyến nghị cũng là ba đì của cũng con nhỏ Trà My, nó tên Việt Nam thì còn nó tên là Mỹ tên khác, cũng đặt tụi nó đặt tên Trà My cũng đẹp dễ thương lắm, thì cũng nhậu nhạc cũng ba đì cũng ăn uống cũng nhảy đầm với ba đứa nít, mà bên này tụi học sinh bạn thì tao đi là tại vì tao chiều nó, bởi vì nó lâu lâu nó về bên này, tụi nó vì đó bên tao đi về bên này thì nó họp bài bạn của nó, tụi nó mừng nó làm ba đì để nó mừng nhỏ này để thấy gì tụi vui kể luôn. Trên nguyên tắc mấy cái chuyện là tao cũng ham vui đó, mày biết rồi, mỗi lần tao về tao hay live stream, tao hay quảng cáo này kia, nhưng mà ngày hôm qua tao tuyệt nhiên tao không live stream là bởi vì sao, tao biết rằng ở đất nước mình hiện giờ, quê hương của mình hiện giờ có những người rất là khổ sở, những người đang chống dịch tiền biên, mình đâu có muốn, mình đâu có vui vẻ gì đâu để ăn uống ngồi nhảy nhót mà này để mình live stream coi sao được, cho nên vì đó tao quyết định là tao không live stream đó. Cái đó là tôi nói là người ta là một con người như vậy đó, có nghĩa là tao ở đây mặt nó chẳng giúp giá gì tao cả, nhưng mà tao không, là cái lòng tao nó bức rứt, tao chịu không được, chính vì vậy tao nói huống chi còn cái thứ như thằng Kiên Giang đủ mà nó ở trong nước mà dân chúng của nó, người thân của nó bị bệnh và nó ngồi nó cười đủ mà tao hỏi mày thì nghĩ nó là con gì, tao không hiểu được, tao cũng không biết sao tao tụi nó là coi như dục rác không có bàn tới chị, nó muốn chửi đúng lại vậy là, nhưng mà mình đánh giá rồi từ xưa giờ cái đám nó vậy thì tao cũng nói mày hoài vậy thôi, ở đây nó có những điều trái khoái, chính bây giờ người dân Mỹ cũng không chịu chích, có nhiều người tin ông Trump, tin sái cổ và họ tin ông Trump đủ sắp sửa lên làm tổng thống nữa mới là ghê, đúng mà khổ đi đúng mà. Khi nói cái câu đó là tụi mình bật cười liền à, mà tụi nó là tin mày đúng quái đản vậy đó, cũng giống như hôm lại trước thì... bố hôm trước cũng nói cái thằng cha là đủ dân biểu của một tiểu bang, dân biểu quốc hội đàng hoàng lên phát ngôn cấp đủ mấy tay xưa đủ ngày xưa bệnh ếch thằng có thằng nào mà đeo khẩu trang đâu
đâu có phải kia chạy xe ôm công nghệ như Kiên Giang gì, nó nói tao không cười mà đủ, nó là đại diện cho quần chúng, nó là dân biểu, đại diện cho luật pháp mà, đại chính quyền Mỹ đồ, nó nói tao biết gì chơi mà đó, dân trí của nó vậy đó, đồ má tao mệt luôn cái đó, tụi nó buồn cười, đồ má câu nó nói ra là mình bật cười liền, đồ má vậy thì tao hỏi mày làm sao ấy được, bả thì các bạn tào lao lắm mà, tao nói thiệt mày là nói thì nói chứ còn bố thì từ lục lội rồi nước thoát, nói chung là cái chó gì cái cọng rau muống một sao hè đủ má nó cũng truyền đạt được, nó đã thẳng mày vậy, thành ra mình cũng không phải bàn gì, từ xưa giờ cái thoát của nó, cái thật của nó vậy rồi đó. Thẳng mày vậy đủ má, không có làm, không có làm một mẹ gì rồi tối ngày nó rồi nó giàu, nó tại sao mà nó giàu, nó nghèo và bên dân chúng bên nước Mỹ giàu, nó có phân biệt gì không, mà nó có làm con mẹ gì đâu mà nó giàu, nó suốt ngày nó live stream ngày 8 tiếng đủ thời gian ở đâu, mày chỉ cần ra ngoài cái vườn mày ra mà trồng rau không, mày cuốc rất mà trồng rau không đi, mày cũng đã già, mày cũng đã có ăn rồi, không cần giàu đủ ăn rồi. Mẹ ngày hôm qua tao đi lên nhà nếu tao xin được cái cây ở Việt Nam mình, cái rau gì ta, tự nhiên tôi quên mẹ tôi đau gì ta, hay là tôi vừa tôi mừng chết mẹ tôi chăm, tôi về tôi mua cái chậu xong tôi bỏ vô tôi làm đúng rồi, phải quý phải biết vậy mới được, cái rau gì mà trộn gọi trộn với trộn giấm với hùng vịt cái mày, cái cua ờ rau cần cua đúng rồi, tôi xin được cái cây nó rất ăn được cái lo, nó nhảy dữ lắm, về chăm phân bón vô rồi nó nhảy dữ lắm, tôi về đó cái cây không còn biết quý, còn tôi đây không quý mẹ chứ đợi nó không biết bản thân nó không quý. Mày ngon mày đừng mày khẩu trang đi, mày kiếm thằng nào mày đi diễm đi cho mày chích mẹ mày đi Kiên Giang. Đủ bảo đảm mày, tao làm đơn tao kiến nghị đừng bệnh viện từ chối mày. Đủ bệnh viện là không có đồ, bệnh viện từ chối là không có chữa cho này mệt á, đủ má. Đủ mày chửi quá, mày chê bai quá thì bây giờ mày đừng có chờ mày. Mà tao thiệt mày, lời tao nói linh lắm. Tao không nói thôi, tao nói là dính. Bảo đảm mày Kiên Giang thế nào, 2-3 bữa nó không dính COVID. Mà tao dính COVID, tao thiệt mày á. Đủ má. Dính cô bây giờ thôi đủ quá, đời con tàn nha con đó. Mà thấy chống cậu cỡ như ngu kỹ là đủ, thấy cô vi còn lụ lắc đầu xanh mặt đủ má thoát chết chạy đủ má chích mẹ luôn, còn lên tưởng vỡ đó đó, thằng cô kỹ là nó cũng giống như là đêm theo cộng hòa nó theo em tung đó, thoát chết rồi đủ má thiều thào, trời ơi giờ các người ơi các người coi chừng đủ má thiều thào nói không ra hơi đủ, nằm trên giường bệnh được rồi xong rồi mà dây ni lông với lại dây điện chạy cùng mặt cùng mày hết trơn trời thì nguy hiểm lắm người ơi, được mà thoát chết thì biết sợ, thoát chết thì biết sợ, coi thằng này nó chưa chết thì nó chưa sợ, tao không dái mày cô Kiên Giang, mày dính COVID đi mày xe đò cũng không có rước mày đâu, bị đã cấm hết trơn trời nó không cho đi đâu rồi, tao dái mày chết mẹ luôn cho rồi cho nó yên được mà không mày chồng chồng trốn rồi, chắc Kiên Giang nó trốn rồi, Kiên Giang nó trốn rồi. Tao nói linh lắm, bảo đảm mày 2 bữa nữa là bà coi giác mặt Kiên Giang trên diễn đàn. Rồi bởi vì thở không nổi, lép đéo gì đâu mà lên, chọt chọt. Tấn công vô phổi mà, đủ má, rồi xong. Mình Đức kỳ này là biến thể Delta, nó mà là ghê, lẹ lắm, nó lên lẹ, nó làm rạc lên, đủ má. Rồi xong nó về, cái nó lây cho cha, nó về, lây cho vợ, nó lây cho mẹ, nó lây cho em, nó lây cho con, nó đã luôn nguyên gia đình, đủ đã đợi ông địa luôn. Sướng, đồ chùm, đủ mà đã. Giống như cha như nó kêu gọi gì đó, nó kêu gọi xuống đường á, đông người mà, đủ chứ sao bây giờ thôi. Rượu nó lây cho con với cái vợ với cha với mẹ nó đủ trước rượu má, xong có chùm xuống dưới có xuống dân phủ rồi rượu má. Rồi lúc đó mình gọi biểu tình cũng ok, không sao, không muộn, ok ha, Kiên Giang, vậy đó. Thì bà tắm, tụi này thiệt mày được mà, cứ bây giờ thì mà mình phải nói một cái điều vậy, mình nên để yên cho nhà nước hiện Nam, Việt Nam, nhà nước Việt Nam mình lo, còn mình chỉ lên mình tíu táo vui chơi thôi, còn cái thực chất là họ có chính sách, họ có chủ trương, họ có đường lối cả rồi. Chỉ có người dân mình là mình nên thận trọng và mình giữ đây là giữ cho mình, chứ không giữ cho ai trên. Đúng rồi, không giữ cho ai mình trước đi. Còn nhưng mà có cái đứa liều mạng, tôi muốn nói là có nhiều đứa liều mạng đéo giữ gì trời. Mùa COVID nó đùa má ra ngoài kia tập thể dục đù má ghê thiệt, rồi ra công viên ngồi đa héo đùa má chuyện tôi thấy đùa nó quái quá mà nó kỳ cục đùa má sao đâu mà đùa má kỳ cục. Đó, chỉ có người dân mình nó đụng ở Mỹ là chích mẹ nó liền, nói tiếng trước sao nó bắn chích mẹ luôn, vợ tào lao
bởi vì biết bao nhiêu cảnh tao đã đưa lên rồi, tao chẳng thèm muốn đưa nữa, bởi vì nó nhiều đầy vậy, nói là nó quất luôn cái lỡ cái chuyện má khổ mấy thằng dân Việt Nam mà đầu đen, mà mới đầu đen khó trị rồi vậy. Việt Nam mà ok thì chủ đề thì tự do, nhưng mà tao chỉ chăm chú ba dịch bệnh thôi, tao đâu có biết gì cái vụ phiếu gì nữa đâu con.